Đã bao giờ một người sử dụng Mac hay là MacBook và bắt đầu cài thêm cho mình vào các cái phần mềm để dọn dẹp máy, ví dụ như là Clean My Mac, và sau đó cái phần mềm này báo lên rất nhiều rằng là RAM của bạn đã bị đầy, hãy làm sạch RAM đi. Cái thông báo này nó xuất hiện rất là nhiều đối với ai mà sử dụng cái ứng dụng Clean My Mac này. Và tại sao lúc nào cũng báo đầy như thế? Liệu nó có đáng lo hay không? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Để hiểu được lý do tại sao mà cái ứng dụng này luôn báo đầy thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất hoạt động RAM ở trên MacBook hay là các sản phẩm Mac khác. Thì các sản phẩm này thì đang chạy trên hệ ngoài macOS và cái cách của nó tối ưu trên RAM và quản lý RAM nó cũng khác so với cả Windows rất là nhiều. Cụ thể nếu như ở trên Windows, mọi người mở ứng dụng lên dùng, hệ thống sẽ bắt đầu truy cập vào ổ cứng và gọi ứng dụng lên đẩy vào trong RAM. Và khi các bạn không dùng nữa, nó lại đá ra khỏi RAM luôn. Đến khi mà chúng ta lại cần ứng dụng đấy thì lại thao tác lại như từ đầu, là ứng dụng từ ổ cứng vào RAM. Vì thế nên nhiều khi mà các bạn sử dụng nhiều tác vụ ấy, hoặc là mở thêm nhiều app thì RAM sẽ càng ngày càng chật chội và phải tắt bớt app đi, khiến cho RAM nếu mà dùng sẽ cảm giác là máy hơi bị chậm. Còn nếu mà đối với trên macOS thì nó sẽ không như vậy đâu. Khi mà các bạn dùng ứng dụng, hệ thống sẽ gọi ứng dụng từ ổ cứng vào RAM, nhưng khi mà chúng ta dùng xong nó sẽ nén cái ứng dụng đó lại và để gọn vào một góc, và sẽ sử dụng một cái thuật toán để tính toán xem khả năng mà các bạn có thể sử dụng lại phần mềm này. Từ đó, nếu như các bạn truy cập vào ứng dụng này sớm thì dữ liệu sẽ luôn có sẵn ở trong RAM để sử dụng luôn, và sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta lại bắt đầu gọi lại ứng dụng từ ổ cứng lên, đúng không? Và khi các bạn nén càng nhiều ứng dụng vào trong RAM thì áp lực ở trên RAM lại càng đầy, càng nhiều lên. Từ đó, việc chúng ta căn cứ vào lượng dữ liệu ở trong RAM có nhiều hay không và có thể xác định là xem mà làm thế nào để máy có sắp bị lag hay không, bằng cách mà chúng ta xem thông số mà RAM đầy thì là nó sắp lag. Cái này thì không đúng lắm ở trên Mac với cả các sản phẩm MacBook đâu nhá. Bởi vì RAM ở trên các sản phẩm này, như mình có nói ở bên trên, cái cách sử dụng như thế nó sẽ luôn luôn đầy ở trong RAM và để chúng ta có thể thuận tiện nhất trong việc mà mở lại các ứng dụng. Nhưng mà không có nghĩa rằng với cái sự hỗ trợ tuyệt vời của macOS và cái việc mà chúng ta tối ưu được các cái dữ liệu ở trên RAM như thế thì là máy sẽ không bị lag đâu nhá. Cái hiện tượng lag nó vẫn có. Và làm sao để cho chúng ta biết là cái lượng dữ liệu áp lực ở trên RAM có nhiều hay không và nó có sắp bị lag hay không thì hãy kiểm tra như cái cách mình sắp hướng dẫn đây nhá. Các bạn chỉ cần đơn giản là vào phần Activity Monitor, sau đó chọn vào phần Memory và để ý xem áp lực bộ nhớ có đang bị đỏ hay không. Ngoài ra các bạn cũng có thể kiểm tra ở mục đã nén để xem có bao nhiêu ứng dụng đã được nén ở đây, và các bạn có thể nhìn lên phía bên trên để xem các cái danh sách các ứng dụng đang mở ở trong RAM và đang chiếm vào trong RAM nhiều hay không. Các bạn chỉ cần chọn vào một cái ứng dụng mà đang sử dụng nhiều RAM á, sau đó bấm dấu X và bắt buộc thoát là xong. Dù vậy, đôi khi chúng ta có thể thấy được rằng là một số ứng dụng chúng ta không thể tắt được bởi vì nó đang rất là quan trọng và chúng ta cần phải dùng nó luôn. Vì vậy nên hãy cố gắng tắt đi những cái ứng dụng nào mà chúng ta không dùng đến hoặc là nó nhỏ quá, chúng ta có thể bật lại sau và tập trung vào những cái ứng dụng chúng ta đang dùng chính. Còn nếu như cái ứng dụng chính nó đang chiếm quá nhiều RAM và không có cách nào để khắc phục cả, ví dụ như mình thì cái ứng dụng mà chiếm nhiều RAM nhất ở trên máy mình đó là Zalo, bởi vì cái lượng dữ liệu trong Zalo của mình nó rất là nhiều. Chúng ta có thể thử sang một số các cái cách khác có thể sử dụng, như là dùng trên web chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta dùng RAM ở trên máy nó sẽ ít hơn nhiều khi mà chúng ta không dùng ở trên ứng dụng trong máy nhá, chỉ dùng trên web thôi, thì như thế nó sẽ đỡ tốn RAM hơn. Nhưng nếu mà trong trường hợp các bạn bắt buộc cũng vẫn phải dùng đến ứng dụng mà không còn một cách thay thế nào khác, thì bây giờ chúng ta chỉ còn một cách cuối cùng thôi, nâng cấp RAM. Nâng cấp RAM ở trên MacBook thì có lẽ là không thể rồi, bởi vì chúng ta phải đi mua một máy khác, chứ làm gì có việc mà chúng ta có thể thay thế được RAM trên một cái máy mà hàn chết linh kiện như thế này, đúng không? Vì vậy, khi mà các bạn chọn máy, hãy cố gắng đến với các cơ sở bán máy và nhờ nhân viên tư vấn hỗ trợ xem là liệu với những cái lượng ứng dụng như thế hoặc là ứng dụng này nó có chiếm nhiều RAM hay không. Các bạn ấy sẽ cố gắng tư vấn cho các bạn một cái loại máy phù hợp nhất với lượng RAM đầy đủ nhất để các bạn có thể sử dụng nhá. Ok, trên đây là một số chia sẻ của mình về bản chất RAM ở trên MacBook là gì và liệu chúng ta có thể tối ưu được RAM ở trên MacBook hay không. Mọi người có gặp vấn đề gì về RAM ở trên MacBook giống như mình không nhỉ? Hãy để lại ý kiến bên dưới và comment nhá. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.